Thế hẹn bao lâu rồi nhỉ? Dạ, con thấy trên tivi lâu lắm rồi, con cũng nghe vài lần giải qua thầy giải cho nhiều người, cũng Thế nghe mới biết. à? Dạ, con cũng hay tìm về tìm tòi mấy cái đó, tìm để nghe thôi. Đúng sở thích à? Dạ, tự nhiên thích thích vậy à. Thế à? Dạ. Thích thì bay ra Hà Nội xem luôn chứ Dạ. lị. Thích thì bay ra Hà Nội luôn chứ lị. Con khó đi lắm. Thế à? Dạ. Xem tại sao khó đi nào, đọc Dạ. đọc ngày dương lịch cho thầy. À, dương lịch dương lịch là ngày 13 tháng 11 năm 1982. Mấy giờ? Tại vì con sinh đôi, nhưng mẹ con nói là hai chị em mà con là sinh sau, nhưng mẹ con nói là một là nằm trong giờ dần, hai là con là bị qua giờ mão, mà con không biết là trong 2 giờ đó đó thầy coi giùm con thử con qua giờ nào. Ok. Con là nữ hay nam? À, người sinh đôi với con là nam hay nữ? Dạ, nữ luôn. À, là nữ luôn à? Dạ. Rồi. Người nào bị đau dạ dày? Dạ. Người nào bị đau dạ dày? Con chưa đau dạ dày. Chị, thế chị kia có đau không? Con cũng không biết nữa tại ở xa. Người ở nơi. Mỗi người ở nơi à? Dạ. Ok, xong thầy hỏi tiếp. Người nào người nào làm giáo viên không? Dạ. Có người nào làm giáo viên không? Đó là có em trai làm giáo viên, làm giáo viên thể dục, thằng em trai không phải sinh đôi. À ha. Thế thế em làm nghề gì? Dạ, em về ngành may mặc. May mặc. Dạ. Dạ, như Rồi. buôn bán hay giao thương ngoài chợ, bỏ hàng bỏ bán ngoài chợ. Chồng làm nghề gì? Chúng em cũng làm cùng ngành với em á. Ừ. Dạ. Thế em sinh được cả mấy đứa con, trai hay gái? Em một trai một gái. Một trai một gái. Sinh mổ hay sinh thường? Dạ, sinh thường. Sinh thường à? Bà chị thì ba đứa. Em sinh sau đúng không? Dạ, em sinh sau đúng rồi. Rồi. Vậy em sinh vào sau 5 giờ sáng nha. Dạ. Giờ Mão thì mới đúng với Dạ. việc của mình. Dạ. Đúng rồi. Thì mới đúng với việc nghề ngành nghề của mình. Dạ. Từ nay có lá số rồi, tha hồ xem nhá. Dạ. Riêng phụ tìm giờ sinh ngày mà không có thầy thì chịu bó tay. Em thì bỏ tay tại vì mẹ em sinh đứa nào cũng là giờ giờ dần với giờ mão, không chẳng có đứa nào khác giờ hết. Rồi. Dạ. Em giờ Mão nha, bản mệnh đại hải thủy, cục là thủy nhị cục, cục Dạ. quà bản mệnh. Đúng thế. Mụ nợ nữ mà mệnh liêm chính thất sát này là giỏi lắm. Tháo vát đảm đang, ăn nói khôn khéo. Nãy giờ nói chuyện thầy thầy biết rồi. Lấy chồng đẹp trai. Nhớ nhá. Chồng đẹp trai, may mà có phi liêm thiên hình ở đấy nên là sẽ vợ chồng hòa thuận với nhau tốt. Dạ. Ừ. Em là người giỏi phết đấy, văn chương nghệ thuật tương đối giỏi đó, cảm nhận được nhiều thứ tốt đó, mà lại có số giàu có nữa chứ, thiên phủ nằm cậy mệnh nữa chứ, cờ cung thân nữa chứ, giàu có được nhờ người khác, cung quan lộc thì có vũ phá vất vả đây này, đúng không? Dạ, em nghề thấy đấy, nghề bây đấy, giờ nghề vất đấy là vả. vũ phá là chuẩn rồi. Thì sinh Dạ. con em sinh sau 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 5 giờ thì cũng chắc đây là số của em. Dạ. Một trai một gái hả? Dạ. Nhưng mà con có sao cự môn hãm nên là hay khóc lắm đó. Dạ. Con của em ấy có sao cự môn hãm nên là sinh ra hay khóc. Và sau này có số xa con. Đông con nhưng mà xa con, ở xa chúng nó đi hết. Có Dạ. số làm trưởng làm chủ và cung tài bạch nhá. Làm Dạ. bà chủ kinh doanh tốt. Kết hợp với chồng làm ăn tuyệt vời. Sau Dạ. 32 tuổi giàu có. Năm nay cũng là 35 rồi. 32, 33, 34. Đúng rồi, 35. Bắt đầu từ sang năm đại phát. Năm nay thấy làm ra gì hết, biết sao năm sau. Năm nay vì có sao thiên đồng hãm, cự môn hãm chiếu nên là mọi việc nó không theo ý muốn. Dạ. Sang năm tốt nhá. Dạ. Sang năm đại phát. Dạ. Số em giàu lắm, yên tâm đi. Mỗi tội là cái nghề ngày mà em chọn nó nặng nhọc thôi. Vất Dạ. vả, nặng nhọc.
con số giàu có, sức khỏe tốt, nhờ được bạn bè giao lưu rộng, nhờ được anh bạn em. Bè, hình như là em thấy là em lấy chồng rồi là hình như xa bạn bè luôn ấy. Chẳng thấy chưa có, không có bản thân. Lấy chồng rồi bạn bè nó chuyển thành nô bộc, có nhiều người giúp việc tốt. Dạ. Hiểu không? Dạ dạ dạ. Và em có cùng huynh đệ có sao thiên lương nằm ở đây là toàn những người tử tế và anh chị em trong nhà rất hòa thuận. Dạ đúng rồi, cái đó có. Tử tế hòa thuận nhá. Thế lá số này tốt quá thì là chồng tốt này, mỗi con là sau này xa con thôi, vất vả vì con thôi. Dạ vất vả. Huynh đệ tốt này. Ồ, cung này phúc đức của cô này cũng tốt này. Điền sản của cô này cũng tốt này, thiên mỗi tội là hay phải chuyển nhà thôi. Tại vì hồi đó là làm là thuê nhà hay chuyển. Đúng rồi. Cô này cứ phải 5 lần chuyển nhà mới yên thân. Chuyển nhiều lắm rồi thầy. Đấy, vì ai bảo thiên đồng đóng cung điền trạch. Thầy thấy em mấy đứa con thầy? Thấy em 4 đứa. 4 đứa như vậy em đâu có đẻ nữa sao mà làm 4 đứa. Năm nay mà không cẩn thận là có bầu đấy này. Cười cái gì? Có chưa? Dạ yeah. Cười cái gì? Năm nay đúng sau thai mà. Dạ yeah. Cười à? Sợ bị lộ à? Dạ không, tại em đâu có định sinh nữa, thấy bất bảo quá, không thích sinh nữa. Sinh đi, em phải 4 đứa con. Dạ. Vậy mẹ, ba mẹ em thấy tốt không thầy? Ba mẹ thì ba tốt, mẹ dạ. thì sức khỏe hơi kém. Dạ. Lúc nào cũng bệnh. Tại hồi đó mẹ cực quá, thấy mẹ cũng cực. Mẹ là cá địa không địa kiếp, đại hao chiếu vào đấy. Dạ. Lại có sao bệnh đóng đấy nữa là hay ốm đau. Dạ. Nhưng mà em là người rất là tháo phát và mạnh mẽ đấy. Liêm chính thất sát nằm tại cung mệnh là mạnh mẽ lắm, tháo phát lắm, tài năng lắm. Nữ mà như nam ấy, làm việc quần quật giỏi phết. Tại cái số làm xoay tay xoay chân nó quen. Quen, tháo phát cực kỳ. Nữ mệnh liêm thân, liêm chính thất sát này toàn người giỏi. Thầy, thầy hai đứa con em có tốt không thầy? Tại vì em thấy em chưa chấm. Nhưng mà em thấy cái đứa thì bị triệt mệnh, đứa gái bị triệt thân, ngon đứa ta bị tuyệt mệnh như vậy. Thì vì con của em có sao cự môn hãm mà, nên là vất vả vì con. Con yeah. có vấn đề, lúc nào xem sau cho chúng nó. Thì thầy sẽ phân yeah. tích cũ kỹ. Dạ yeah. ừ. Và em nhớ là những cái năm tốt của em để làm hạn của em nha. Thứ nhất là cái yeah. đại vận từ 32 đến năm 30-42 tuổi em chưa tốt đâu. Em đang rơi vào đại vận chưa thành công. Dạ yeah. Rất phải lo lắng cho con cái, khổ vì con, vất vả vì con. Cự yeah. môn hãm, dễ bị yeah. thừa kiện, dễ bị kiện tụng, dễ cãi cọ tranh giành. Yeah. Hay phải chuyển đất đai, nhà cửa, điền sản nhá, từ 32 trở yeah. ra. Đấy yeah. và năm xấu nhất là năm 32 33 34 35. Đấy, năm ngoái với năm nay 34 35 đều xấu nhá. Sang năm yeah. là tốt hơn này, sang năm tốt hơn này. Năm nữa yeah. lại có khả là năng là mẹ em sẽ bị bệnh tật ốm đau này. Yeah. Đó. Đấy là những năm xấu của em nhá. Và cái năm 41 yeah. cũng là năm rất xấu. Năm đấy dễ cãi cọ, dễ tranh luận, tranh tụng, đất cát, kiện cáo nhá. Yeah. Từ đại vận 42 trở ra thì em có tăng thêm quyền lực, trong chuyện kiếm tiền của em ổn hơn, công việc tốt hơn, mọi thứ được nhiều người đỡ đần, tốt. Yeah. Yeah. Rồi. Và nhớ là cái đại vận tốt là năm 42 này, 43 này, yeah. 45 này, 47, yeah. 48, 49 là những năm cực tốt của mình để làm ăn. Yeah. Rồi. Yeah. Và những cái đấy cũng có những cái năm xấu là năm 41. Dạ. Yeah. Nhá. Dạ. Yeah. À, ông xã em sao thầy? Trong cái này ông xã tốt mà, thiên tướng tại mệnh. Nhưng mà ông ấy kiểu gì cũng có mặt cũng có sẹo đấy nha, cũng vá vào mặt đấy. Khâu vá. Yeah. Chưa thấy. Rồi, sau này sẽ biết. Phi liêm thiên hình tại cái thiên tướng tại cái mặt. Dạ yeah. ừ. Nhớ là đi đâu bảo đội mũ bảo hiểm vào. Dạ yeah. Đấy, còn đại vận từ 52 tuổi trở ra thì chi tiêu nhiều, sức khỏe em kém. Dạ yeah. Lúc đấy bắt đầu kém, năm 52 tuổi là sức khỏe sẽ kém và tốn tiền đi chữa bệnh lắm. Nên là làm gì làm phải giữ sức nhá. Dạ yeah. 62 tuổi trở ra thì thường xuyên xuất ngoại, đi nước ngoài thăm các con. Ủa con em có đứa đi nào đi nước ngoài ấy vậy? Có. Và lúc đấy là nhiều tiền lắm, không làm vẫn có tiền.
Em thấy cũng vất vả, tiền làm rồi nó đi đâu hết rồi. Bởi vì sao cô thần đang đứng cung quan lộc nên là chưa cho cô chưa cho thì chưa có tiền. Dạ. Hai nữa đại vận của em chưa tốt nhá, ba người ta đang cự môn hãm mà đang lo cho con là chính thôi. Dạ. Đấy, những cái năm họa hạn đấy nhá, cần phải tránh nhá. Dạ. Rồi. À, hồi nãy thầy nói nghe em vậy mà mình giải sao thầy, thằng em. Thằng em. Mà hôm bữa em có gửi ảnh cho thầy á. À, là cái nhà em nó sao em thấy nhà em bị mấy người vong theo rồi đó, bị giải cái thằng làm thầy giáo cũng giải rồi, rồi có một bà chị sinh đôi với em nữa, như em thấy mấy người bị luôn á. Đúng rồi, nhà em nhiều người bị vong theo mà em trai em bị theo nặng luôn, gọi đời thầy đau hết cả đầu. Vậy hả? Anh đó có một đứa em gái em cũng bị gửi lá số cho thầy nữa, con đó hình như nó nói là đêm nó hay nằm thấy với nó hay đau vai với nó hay thấy người ta đè hắn á, mà nó cũng có chồng rồi, nó cũng ở trong này, trong thành phố Hồ Chí Minh này. Đúng rồi. Mà em không biết có bị vong theo không, em cũng định gửi lá số cho thầy. Có nghe nó nói là biết rồi. Đứa em gái nó chưa. Đúng rồi. Chưa nó. Cứ bảo hay bị bóng đè hay bị vong đè là rồi các thứ đấy là chính là hiện tượng bị vong bám. Ủa vậy là do khu đất nhà em hay sao thầy? Rồi đất nhà em có vong. Nhiều không thầy? Nhiều. Tại vì hôm bữa em có gửi hai tấm hình á. Thầy nhìn rồi. Cộng sơ sơ chỗ đấy khoảng tầm 47 vong. Trời đất. Mà sao hồi đó ai ở được, mà sao ba em lên ở được em cũng không biết nữa. Có những người thì không bị vong bám vì họ rất là mạnh, ra tiền mạnh, đỡ cho họ không bị vong theo. Nhưng mà có những người thì lại dễ bị theo. Cái đó giờ mình giải sao này? Cầu siêu cho họ. Mà ví dụ mình cầu siêu bằng cách nào thầy? Nếu hoặc là mình tự đưa họ ra Hà Nội, hoặc là gửi tiền lễ ra để các thầy ở Linh Quang Điện cúng cầu siêu cho họ. Thầy, các thầy sẽ triệu họ ra đây. Chiều được không thầy? Tại vì ra Hà Nội thì chắc em đi không được. Em lấy chồng với con cái của em. Thầy triệu. Cái gì vậy? Các thầy triệu thường xuyên. Hả? Ờ đợi chút, tại lấy cái bọc mang á. Đợi chút em bên đem xuống cho. Các thầy triệu thường xuyên. Dạ. Giải vong không ví cần phải đến. Mình vậy thì mình lấy xong mà các thầy triệu họ ra được ha thầy. Các thầy thế mới gọi là thầy. Ngồi đây biết đấy có vong. Gọi để ra đây để giải cho họ siêu thoát. Dạ, cái này nữa, với có cái vụ là hồi xưa mẹ em lấy ba từ, hồi xưa mẹ em đổi chắc cũng bị hư nhiều thai á. Đúng rồi, thầy nhìn ngó thấy cô huynh đệ có việc đấy. Dạ. Này, cô huynh đệ có sao linh tinh đóng đây này, lại kình dương đóng đây nữa. Dạ. Bạch hổ thiếu nữa. Dạ. Rồi, thì cầu siêu cho họ. Bây giờ mình cầu siêu ở trong khu đất rồi cầu siêu cho huynh đệ mình luôn hết. Được. Mình phải làm sao, ví dụ gửi cái gì thầy, gửi nó thì nó mà gửi sao mà chỉ cần thầy gửi, biết được là chỉ cần gửi tên mẹ này, tuổi này. Dạ. Tên tuổi bố mẹ này, địa chỉ bố mẹ đang ở là thầy có thể giải được các anh huynh đệ của mình siêu thoát. Dạ. Chỉ cần gửi địa chỉ mình đang ở đấy, đất mình đang ở và tên vợ chồng và con cái ở đấy, thầy có thể siêu thoát được các vong linh ở đấy. Giờ còn cái vụ mà vong ở đó nữa. Thế chỉ cần thế thôi, thầy sẽ gọi hồn họ về Linh Quang Điện để thầy giải. Nói chung thì gia đình em vậy chỉ có mình em lo, thầy nghĩ là không bao nhiêu tiền thì em đường em tính á, chứ mấy đứa em có đứa nào lo được hết. À, ý mình là giàu nhất đây. Nói chung là hình như em cũng giống như là con trưởng trong nhà vậy. Cái gì cũng phải. Dạ. Rồi bây giờ cứ lập danh sách này như thầy bảo nhá. Thứ nhất là danh sách tên bố mẹ này, tên tuổi bố mẹ và địa chỉ bố mẹ đang ở này, tên tuổi vợ chồng em và các con em đang ở và cái nơi cơ quan em đang việc ấy, cái xưởng em đang làm ấy nhá. Ủa nhà em có nữa gửi tất để thầy triệu hết về, thầy giải hết một thể. Con em luôn, con em luôn, tên tuổi các con rồi triệt mệnh thầy, triệt mệnh cũng giải như thế. Chồng không thầy? Chồng nữa, thầy gọi hết, vì thầy phải phải nhờ Phật Thánh bảo hộ những người đấy cho vong linh không theo được nữa. Dạ, là nói chung là chị em trong nhà hết luôn. Gửi danh sách cho thầy nhá, tên tuổi. Dạ, là gửi qua Facebook được thầy? Qua Facebook tốt, tên tuổi địa chỉ nhá. Dạ, ví dụ phí là nhiều không thầy? Cứ gửi cho thầy đi, thầy đếm xem có bao nhiêu vong linh thì thầy sẽ tính là mua bao nhiêu đồ cho họ thì sẽ bao ra bao nhiêu tiền. Bao nhiêu vong linh đó? Ý là tính người sống hay người mất thầy? Người mất, cả người sống cả người mất, thầy sẽ có cách tính.
như cả người sống, hình như người mất mẹ em thì nói 8 người, ba em thì nói 6 người, em chẳng biết là mấy người. Rồi, cứ gửi danh sách cái đây cho thầy nha, xong thầy sẽ tính cho, xong thầy gửi cho. Dạ, tại vì thì em thấy cái đất nhà em thì không bị, tại vì em không có thường xuyên ở gần nhà, em vô trong này lập nghiệp lâu rồi. Nhưng mà em thấy mấy đứa em như mấy đứa đó em thấy người nào cũng bị hết. Rồi, thầy giải xong cái là hết bị à? Dạ, thầy nhớ giúp em đó. Ok. Dạ, thầy thấy cái lá số em còn cái gì nữa không thầy? Lá số của em hả? Con là sau này vất vả vì con và còn thêm con để tiếp đi. Trời, không muốn đẻ sao đẻ được ta. Cố gắng lên. Dạ. Thầy nhá, thầy ra làm video thầy gửi cho nhá. Dạ thầy nhớ gửi cho em nha. Ok, bye bye. Dạ.